Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay chúng tôi mang đến cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe rất là đẳng cấp tại thị trường Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2012. Đây là mẫu xe Toyota Camry 3.5Q các bạn nhá. 3.5Q, rất nhiều các anh hai Sài Gòn rất thích cái mẫu xe này. Thậm chí là thích những cái xe màu bạc cơ. Đấy, màu đen thì đương nhiên rồi, rất nhiều các quý anh chị em và các bạn rất thích. Đây là dòng xe rất đẳng cấp, chỉ có Bộ trưởng, Tổng Bí thư cũng như Chủ tịch nước thông thường được đi xe này thôi. Còn đối với lại những thứ trưởng chỉ được đi 2.4G hoặc Camry 2.0E thôi các bạn nhé. Đây. Dòng này vô cùng sang trọng, có rất nhiều tính năng công nghệ các bạn nhé. Đây. Động cơ là 3.5Q các bạn nhé, 3.5. Đây. Động cơ V6 3.5Q này. Form 2 xe này 2009 nhưng đã là form mới rồi các bạn nhé. 2009 nhưng đã được lên form mới rồi. Đây các bạn nhìn này. Đây ạ. Đây, chúng ta quay không qua không gian nội thất tím một chút các bạn nhé. Lốp thì mâm xe 17, lốp rất là dày. Mít xi lanh các bạn nhé, đi rất là êm ái, nhẹ nhàng. Đây. Công nghệ của nó thì ngập tràn các bạn ạ. Ngập tràn. Đây, ngày xưa là một trong những mẫu xe có rất nhiều công nghệ, tính năng công nghệ rất đẳng cấp các bạn nhé. Rất nhiều tính năng công nghệ. Keo chỉ nhá thì nguyên bản hết các bạn nhá. Đây ghế thì trang bị màu đen. Ghế trang bị ghế màu đen các bạn nhá. Đây. Các chức năng nhớ ghế này, nhớ vị trí ghế các thứ đây. Đầy đủ hết các bạn nhá. Đấy. Chứ nếu các bạn nhớ vị trí ghế thì ở trên hàng ghế trước. Còn đây là chức năng điều chỉnh cái độ ngả, chân ngả ghế này, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập này. Điều chỉnh cái rèm che nắng phía sau này. Tìm kiếm thông tin từ đầu DVD này. Đấy, đầu đi CD, đầu DVD. Đấy. Đây có rèm che nắng phía sau này. Thời đó là công nghệ nó cực kỳ kinh khủng rồi. Trong đó là có cả lên xuống kính tự động 4 cửa các bạn nhá. Lên xuống kính tự động 4 cửa. Đây các bạn nhìn này. Ghế trước bên phụ cũng được chỉnh điện này. Đấy. Túi khí này. Trang bị đầy đủ hết các bạn nhá. Động cơ 3.5Q, đèn rất mới các bạn nhìn này. Rất mới nhá các bạn nhá. Đấy. Đây, xe rất mới các bạn ạ, rất mới. 3.5Q các bạn nhá, 3.5Q. Anh chị em có thể thấy là cái tính năng công nghệ nó khá là nhiều. Ngay cả đơn giản tôi làm một cái thao tác này. Đây là các bạn, tôi có thể mở kính xuống này. Chỉ thông qua một thao tác này, các bạn nhìn này. Thao tác ấn chìa khóa nhá. Đấy. Đấy các bạn nhìn không? Rất là hiện đại đúng không ạ? Rất là hiện đại nhá. Ấn chìa khóa là kính mở xuống này. Để cái không khí nóng nó thoát ra ngoài. Gương chiếu hậu tự động chống chói này, tự động này, cụp tự động này, điều chỉnh tự động hết nhé các bạn nhé. Nhớ vị trí ghế này, ghế chỉnh điện 10 hướng. Đây các bạn này, vô lăng lái này, vô lăng 4 chấu các bạn nhé. Gương chiếu hậu tự động chống chói, gạt mưa tự động các bạn nhé, gạt mưa tự động. Engine startup 2.9 nó có engine startup các bạn nhé. Rồi. Vô lăng này. Động cơ đi bộ VVTi nhá, 2.9 rồi các bạn nhá. Đây. Ô trần máy này, nguyên bản hết các bạn nhá. Trần máy nguyên bản hết. Rồi, anh chị em thân mến thì xe này chúng tôi đang chào bán khoảng hơn 5 đồng một tí nhá. Anh chị em nào mà quan tâm thì hãy gọi điện số điện thoại 09390 6333 các bạn nhá. Đấy. 63333. Còn nữa thì chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị các bạn.